Ok, xin chào tất cả bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Một điểm yếu của Bitcoin khá lớn nếu như mà các bạn nào tinh ý hoặc là các bạn nào chơi lâu thì sẽ có thể nhận ra được, đó chính là cái phí chuyển đổi của nó rất cao. Phí chuyển từ ví này sang ví khác, phí chuyển từ sàn này sang sàn khác, đại khái cái phí rất là cao. Hôm nay các bạn có thể nhìn thấy đây là việc mình kiếm được tiền từ cái app đào Bitcoin miễn phí đây. Đấy. Mình sẽ lý giải cho các bạn ngày hôm nay công việc đầu tiên, đó chính là so sánh giữa các ví, các phí chuyển tiền và cho các bạn nhìn thấy là Bitcoin nó có mức phí cao như thế nào. Thêm nữa rằng là lý do tại sao cái app này nó lại chuyển tiền cho bạn các bạn về rất là chậm. Ok, chúng ta cùng nhau lý giải nhé. Đầu tiên thì mình sẽ cho bạn xem là những ví mình dùng chủ yếu ở chứa Bitcoin. Mình sẽ dùng hai ví là Blockchain và Fully Wallet. Thì đầu tiên vào Blockchain đã, thì mình sẽ ấn vào Send chuyển cái ví này đi để cho các bạn nhìn xem cái ấy. Mình sẽ thử chuyển vào cái sàn Binance này. Khi mình chuyển vào đây thì mình sẽ đây vào ví của mình này. Mình ấn vào nạp này. Đấy, mình sẽ chuyển BTC vào đây để mình có thể đây copy này, địa chỉ ví. Đây, ấn copy. Sau đó thì mình sẽ vào blockchain, mình gửi địa chỉ ví của mình vào đây để mình chuyển sang cái sàn này. Ok, thì phí các bạn nhìn này, mình sẽ chuyển thử 0.00 một. Các bạn nhìn cái phí này, phí ở đây nó là 1.75 đô. Ok, nếu như mình chuyển 0.1 này thì phí mình mất 17.75 đô. Quá kinh đúng không? 17.75 đô là đâu mất 200.000 rồi. Có nghĩa là các bạn càng chuyển càng cao càng nhiều á thì cái phí này càng lớn. Này 10 lần như này thì nó sẽ gấp 10 lần lên, đúng không? Các bạn thêm một lần nữa này, nó sẽ gấp 10 lên, 10.75 luôn. Còn đây gấp đây 1.75. Nói chung là cái phí ở tầm này là 1.75 là mình thấy còn rẻ rẻ rồi đấy. Còn có những lúc nó lên đến gấp mấy lần liền á. Có nghĩa là 0.01 này tương đương mười mấy đô luôn, có nghĩa là gấp 10 lần cái tiền phí này á. Có những thời điểm là nó cao điểm của coin nó có thể lên đến tầm vậy. Ok, đấy là điểm yếu của Bitcoin. Còn như các bạn thấy rằng là ví dụ như đào ở trên app này hoặc là các bạn kiếm miễn phí gì linh tinh nhá, các bạn chuyển vào đây á, chuyển qua chuyển lại nó cũng đã mất mất khá là nhiều tiền rồi đấy, riêng mất này phí đây. Ok, bây giờ mình sẽ continue mình send nhá, mình cứ tạm thời send đi. Ok đấy, ok, vậy là mình đã gửi vào sàn rồi nhá. Khi mình gửi vào sàn đây Binance đây thì mình á, mà mình rút nhé, rút từ cái sàn này sang cái khác ấy. Mình rút BTC này, mình cho các bạn xem. Mình sẽ lấy địa chỉ ví. Nhưng cái mà đây mình sẽ lấy địa chỉ ví. Thôi mình nhấn tạm địa chỉ ví vào đây nhé, để nó biết. Ok. Thì tối thiểu, tôi ấn tối đa này. Đấy. Cái phí giao dịch này, các bạn nhìn này. Cái phí giao dịch các bạn phải chịu là 0.005 BTC. Bạn sẽ nhận được là năm vì hiện tại tối đa này mình là 105.000 nhá. Ở đây mình chỉ nhận lại có một nửa thôi, cái phí có nghĩa là cái phí giao dịch của nó mất mất đi luôn 50% rồi. Các bạn thấy phí kinh không? Đấy là từ cái sàn này nhá. Từ cái sàn này phí nó còn cao như vậy. Thế thành thử ra là nếu như các bạn muốn rút từ cái sàn này về Bitcoin về sang hoặc là các bạn chuyển sang một cái tài khoản khác ấy, thì chắc chắn là các bạn không dùng rồi. Các bạn sẽ vào phần nếu như mà muốn từ cái sàn này mà muốn chuyển thành tiền Việt Nam á, thì các bạn hoặc là rút Bitcoin ra á, thì là không lên. Thường thì mình dùng cái sàn này là để trao đổi các đồng coin khác. Đây mình có một số loạt đồng coin này. Khi chúng ta sẽ trao đổi với đồng coin khác xong thì chúng ta sẽ chuyển nó, sử dụng các đồng coin khác chuyển nó về Việt Nam. Ví dụ các bạn có thể đổi về phần chuyển đổi này. Đây, cái phần phần này chúng ta sẽ BTC này, chúng ta sẽ chuyển sang USDT để mà bán đồng Việt Nam hoặc là những USDT. Đây, USDT, Bitcoin USDT, USDT. USDT BTC đâu ra? Đại khái là các bạn tìm ở đây BTC này, USDT này. USDT mình không có cái cặp ngay 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 ngoài thị trường này,
Đây, BTCUSDT. Đây, mình để ngay đây rồi. Ok, thì ấn vào phần mua bán đây. Đấy. Thì mình sẽ ấn vào phần mục bán này, mình sẽ bán tối đa cái số tương đương 61 đô. Sau khi bán xong thì mình sẽ chuyển vào cái phần giao dịch với B2B này. Đấy. Thì mình sẽ bán cho những người ở đây. Đấy, bán như vậy sẽ phí sẽ ok hơn rất là nhiều so với việc các bạn rút thẳng từ kia ra bán xong đổi thành tiền Việt. Như vậy phí sẽ ok hơn rất là nhiều. Đấy là cái hình thức mà nếu như các bạn dùng cái sàn này, đấy là khuyến nghị của các bạn để mà tránh cái loạt phí. Ok, thì tương tự như vậy, nếu như mình cái dùng cái Free Wallet này thì mình cũng có coi ở cái Free Wallet này. Cái này thì cũng khá là hay. Tại sao mình lại vẫn phải dùng cái cả hai song song hai ví? Các bạn nhìn này, Free Wallet mình vẫn có. Nhưng cái ví của Free Wallet này nó giá còn cao hơn rất là nhiều. Mình gửi BTC nhé. Mình cho cái địa chỉ ví cái sàn vào đây. Đây, đây này, đăng này. Đấy. Mình chọn Bitcoin này. Đấy, 0.005 này. Ok. Thì các bạn nhìn nó loát network phí này. Cái này nó còn cao hơn rất là nhiều, xấp xỉ 96.996 Satoshi. Các bạn nhìn thấy phí kinh không? Đây token này, đấy kiểu ok. Tại sao mình vẫn phải dùng cái ví này? Đơn giản là vì nếu như mà mình muốn chứa các đồng coin khác ấy, đây nó có chứa nhiều đồng coin hơn. Đấy, và mình chuyển tiền hoặc là mình muốn đổi ở trong những cái đồng coin này, thì lời khuyên của mình, khi nếu như các bạn dùng cái ví này chứa BTC cũng được, nhưng mà các bạn phải exchange nó đi. Ấn vào phần exchange thì bạn chọn BTC này. Mình sẽ chọn sang Dock này. Exchange to Dock. Thì nếu như mà đây mình ấn vào đây. Đây, mình đấn vào hết đi. 0.00528334. Thì các bạn nhìn cái phí exchange này, nó là không luôn. Mình sẽ nhận lại là 768.22 Dock. Thì thực ra là nó hơi phần hơi thiệt đấy, nhưng mà mình muốn hold Dock ấy, thì mình thấy là Dock ở thời điểm này nó lên giá khá cao, nếu mà hold ở thời điểm này hơi thiệt một chút, nhưng mà thôi không sao, cái mục tiêu của mình là Dock nó lớn hơn nữa. Thì ấn vào continue rồi. Ok, mình ấn vào withdraw này, phí network sẽ là không luôn nhá, vì nó là đây, nó đã sending sang cái địa chỉ Dock của mình. Vậy là payout này đang sending, thì đây nó trừ rồi. Thì hiện tại thì nó đang sending, thì về phần wallet này thì các bạn sẽ không thể nhìn thấy cái ví của mình luôn, vì hiện tại là nó đang gửi thôi, có mỗi cái Dock này là nó chưa đến. Đây mình sẽ nhận được Dogecoin đây, mình sẽ dùng Free Wallet, sau đó thì mình sẽ dùng Dogecoin này chuyển sang cái ví Dock kia. Đây mình sẽ cho bạn xem, các bạn đi chuyển đi đâu cũng được, mà sàn Binance này cũng được, hoặc là sàn vào Việt Nam cũng được. Mình sẽ ấn vào nạp này, Dogecoin này. Đấy, ấn copy, sao chép tạm này. Đấy, mình send đi. Đây là các bạn muốn send vào cái sàn này nhá. Các bạn muốn send vào cái sàn này nhá. Đấy là các bạn Dog này. Đấy, Binance của mình có 720 Dog. Phí của các bạn nhìn này, cộng 4 Dog thôi. Mình ấn vào hết nhá. Nhìn này, các bạn nhìn phí này. Nếu phí này. Đấy, vẫn cứ 4 Dog thôi. Quá là lời hơn so với việc là các bạn sử dụng cái kia. Thì thực ra ấy, mình sẽ để tiền ở trong cái hold của con Dock này hay hơn là việc là hold của Bitcoin. Thực ra cũng khó, bởi vì nếu như Dock nó gấp đôi tài khoản thì sẽ ngon hơn Bitcoin, vì Dock dù sao cái tỷ lệ nó gấp đôi tài khoản nó cao hơn là việc là Bitcoin tăng gấp đôi tài khoản, vì Bitcoin hiện tại đang là 5 năm. Thì mà Dock mà lên gấp đôi thì nó sẽ là 0.8 chẳng hạn. Còn nếu như mà cái này còn Bitcoin mà gấp, nó bảo gấp đôi thì nó phải lên 100.000. Thì nó khó hơn ở việc là thằng Dock nó gấp đôi, hoặc là những cái đồng khác nó gấp đôi. Thì các bạn có thể chuyển vào sàn Binance này cũng được. Và khi chuyển vào sàn Binance này thì các bạn khi các bạn chuyển vào sàn Binance này bằng Dock nhé, sau đó thì bạn sẽ dùng ngược lại. Đây, ví dụ chuyển sàn này bằng Dock này, khi Dock lên giá các bạn dùng ngược lại, bạn mua BTC. Sau đó, ví dụ như mình có BTC đây, xong mình ấn vào mục kiếm tiền này. Đấy, mình mua sản phẩm này. Đấy. Thì bắt đầu mình sẽ chọn BTC này. Đấy. Thì mình sẽ có được cái phần, mình sẽ ok, mình ấn vào phần tối đa. Đây, đã xác nhận chuyển. Đấy, đăng ký thành công. Vậy là mình sẽ lại có tiết kiệm và có lãi
lãi ra, tiền của mình không bị chết. Ví dụ như các bạn để ở trong ví thì tiền nó sẽ không sinh ra, nhưng để trong cái sàn này thì nếu như sàn là các bạn hold Bitcoin thôi nhá, thì nó sẽ có thể sinh ra thêm tiền nữa. Ok, đấy là kiểu ở cái hình thức như vậy. Ok, vậy tóm lại chúng ta sẽ hiểu rằng nôm na rằng là điểm yếu duy nhất của Bitcoin ở thời điểm hiện tại đó chính là cái phí các bạn trả cho rất lớn. Chính vì mỗi lần phí trả rất lớn như vậy mà cái thằng này, cái thằng đào này thì nó chỉ cho các bạn, chỉ gần min của nó là 1.000 Satoshi, nó đã cho các bạn rút rồi 1.000 Satoshi. Các bạn có thể nhìn xem cái lịch sử của mình nhá. Vào 1.000 Satoshi đây này, khoảng này 2.000 này, 1.700 này, nó đã cho bạn rút rồi. Chính vì nó cái số lượng cái này nó đã tồn tại từ ngay từ những ngày đầu của web nó thành lập, và bây giờ nó không hề đổi về cái min rút đấy, ngay từ những ngày đầu của web nó thành lập. Vì thì những ngày đầu á thì cái 1.000 Satoshi nó tương đối là ít rồi đấy, nó không có giá trị quá nhiều như bây giờ. Bây giờ thì cái giá trị của nó lớn hơn. Ngày đầu của nó thì giá trị không phải mấy đô thôi, nhưng bây giờ giá trị nó đã 1 đô rồi, mới 1.000 Satoshi rồi. Thì lúc đấy á, thì cái phí của nó chuyển đi cũng ít luôn. Thế nhưng bây giờ phí chuyển đổi nó rất là cao, đơn giản khi mỗi lần rút ấy, của thằng này ấy, nó rất là chậm. Là vì vậy, bởi vì cái phí rất nhiều người sẽ rút ở cái mức thấp khoảng 1.000, 2.000 này, họ sẽ rút ngay. Thì rất ít người rút ở cái số lượng cao, như mình là thường hay rút ở số lượng cao thì nó sẽ về nhanh hơn so với việc là rút số lượng thấp. Nhưng mà cũng tùy ấy, tùy vào thời điểm. Nói thế thì cũng khó, bởi vì tùy thời điểm nào mà Bitcoin nó ổn định, cái phí của nó cảm giác thấy rằng là phí chuyển đổi, phí chuyển tiền, gửi tiền cho các bạn ấy nó khá là ổn, thì nó sẽ ấy thôi, nó sẽ chuyển cho các bạn nhanh hơn. Còn lúc nào mà cái network của nó phí nó cao á thì chúng nó sẽ hâu của các bạn lại và chuyển sẽ chậm đi. Chính vì vậy nên ra các bạn nhận được tiền nó khá là chậm. Nên ra anh em xem link ở phần mô tả bên dưới, nếu mà còn cảm thấy lâu mới nhận được tiền thì các bạn thông cảm cho nó. Đấy là hiện tượng như vậy. Và đây đối với mình tóm lại rằng là cách đơn giản để các bạn có thể chống lại được cái phí chuyển đổi như vậy là các bạn lên chuyển sang một đồng coin khác, hoặc là nếu như muốn bán thì các bạn lên chuyển sang đổi từ BTC sang một đồng coin khác để mà có thể giảm thiểu được cái dạng phí. Và về cá nhân các bạn muốn sử dụng cái ví nào để chuyển, có hai ví blockchain và free wallet, thì cái này các bạn có thể search và download trên App Store đầy đủ luôn, các bạn có thể chọn. Các bạn có chọn ví nào thì các bạn có thể comment ở phần mô tả bên dưới. Thì hiện tại mình đang đào thì mình vẫn chuyển về blockchain, còn free wallet thì thi thoảng mình sẽ chuyển về nếu như mình cần muốn chuyển đổi sang Dogecoin hoặc là những cái đồng khác để mình hold ở trong cái này. Thực ra mình không tin vào quá nhiều ở cái sàn Binance này, vì cũng có thể sàn nó chết, đâm ra là mình cũng không, có thể là mình cũng có thể thi thoảng mình sẽ chuyển thẳng tiền về sàn Binance, có nghĩa là đào xong á mình chuyển thẳng tiền vào sàn Binance này. Nhưng mà đa phần là mình sẽ chuyển về blockchain là chủ yếu, và không chuyển thẳng về Binance, bởi vì mình khi nào mình cần thì mình có thể chuyển sang được, cái phí đối với mình một vài đô nó không là quá kinh, nhưng mà đối với một số bạn thì các bạn cần phải tính toán. Thì nếu như các bạn sợ thì các bạn cứ chuyển về cái free wallet này để chuyển cái phí nó hold ở những đồng coin khác nó ok hơn. Ví dụ các bạn có thể hold ở trên Dogecoin. Nếu như các bạn muốn hold Dogecoin hoặc hold ETH thì các bạn có thể chuyển sang, bởi vì cái exchange của nó, phí của nó gần như là bằng không, đúng không? Mà trong cái đó đây thì khi chuyển sang Dogecoin cái phí của nó là 4 Dog, nó khá là ok. Mình sẽ tính cho các bạn 4 Dog nhé. Đây này. 0.4 nhân 4 nào, có 1.6 đô thôi. Thì thực ra các bạn bảo rằng là 1.6 đô là lúc đấy mình chuyển 56 đô thì tương đương 1.6 đô. Mà thì nếu như 500 đô thì tương đương 17 đô. Nhưng ở đây nhá, mình chuyển bao nhiêu dog đi chăng nữa thì nó vẫn cứ là 4 dog mà thôi. Đấy, nó khá là ok. Ok, cảm ơn tất cả các bạn.